thầy nêu quan điểm bản thân về tượng Phật phối ngẫu, liệu là cư sĩ chúng con có nên tôn thờ kiểu hình dáng đó không? Xin thưa là sư khẳng định luôn cái chuyện đầu tiên đó không phải Phật nha, không có Phật nào làm vậy trơn. Cho nên sư không dám gọi đó là tượng Phật. Gọi đó là cái tượng gì đó, chứ còn sư không dám gọi đó là cái tượng Phật. Thì để quý vị hiểu hơn về cái ý nghĩa thì thứ nhất á, là đối đây là cái tượng của Mật Tông. Và theo Mật Tông thì có cái ý nghĩa như thế này đối với họ đó. Thì cái người nam ở dưới là đại diện cho trí tuệ. Sư không dám nói Phật nha, tội nghiệp lắm. Người nam ở dưới là đại diện cho trí tuệ, còn người nữ ở trên á, là đại diện cho từ bi. Thì từ bi nó phải nằm ở trên trí tuệ, mà từ bi thì gần với người nữ, mà trí tuệ thì gần với người nam. Thành ra là họ làm cái kiểu tượng như vậy đấy. Thì nếu mà mình nói thì mình có thể hiểu nó một cách rất là văn hoa. Nhưng mà như vậy nè, cái tâm của anh nó phải tục đến cỡ nào thì anh mới vừa lòng với cái hình ảnh tục đến như thế. May từng nào chơi với may từng đó. Còn nếu như anh nói anh thoát tục á, thì thôi không có gì để nói nha. Nếu anh nói anh là cái người tu hành cao siêu, tức là tôi bỏ tướng nha, tôi bỏ tướng mà tôi chỉ lấy cái lời thôi, thì thôi không có gì để nói. Mà xin thưa, nếu anh là người cao siêu như vậy đó, thì anh chỉ cần để cái chữ là từ bi trí tuệ là đủ rồi. Và thậm chí là mình bỏ tướng mà mình không có chấp tướng, thì thôi có tướng để làm gì, dẹp luôn nha. Nếu mình là cái người cao siêu là mình dẹp luôn, tự mình tu là mình đã biết là có từ bi và trí tuệ rồi. Còn nếu mình là phàm á, thì mình phải coi cái tâm của mình. Có đôi khi mình cứ len lén, mình tự mình lừa mình dối người không à, nó kỳ cục lắm nha. Mình coi cái tâm của mình là tốt nhất. Sư xin thưa nha, nói nó kỳ, chứ còn những cái tượng chư thiên mà tượng nữ á, thờ ở trên chánh điện hoặc là bất kỳ chỗ nào mà tượng chư thiên nữ, sư vệ sinh sư cũng ngại, và thậm chí sư không có chạm tay vào cái tượng thôi đó mà sư không có chạm tay vào. Tại vì mình tự hiểu mình nha, và mình phải có cái sự dè chừng đối với tâm của mình. Và ngay cả cái chuyện mà đôi khi á, nó hơi kỳ nha, sư xúc chạm cái gì đó mà tự nhiên là nó có cảm giác là thoải mái dễ chịu, thì mình cũng phải coi chừng cái tâm của mình. Mà cái này không phải là sư nói không có căn cứ đâu, mà nó nằm ở trong cái bài kinh ví dụ tấm vải mà sắp tới trong lớp trung bộ sẽ được học. Nói chung là mình phải thành thật với mình để mình biết cái tâm của mình như thế nào. Thành ra nếu như mà tâm của mình mà nó như thế nào đó thì mình sẽ có thể thờ. Còn nếu như mà là sư thì sư không dám thờ. Mà nếu như những người mà Phật tử thuần thành với sư có hỏi thì sư cũng không dám khuyên thờ. Còn tâm của quý vị mà coi như là trên mây, trên cao, thoát tục á, thì quý vị muốn thờ, cái đó là chuyện của quý vị, sư không có dám cản ha. Và xin mời Đại Đức Tề Tương ý kiến về cái vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đại Đức Hạnh Tuệ. Thật sự câu này nè, cái câu này sư tìm hiểu cũng rất là nhiều nguồn, thưa quý vị. Cũng rất là nhiều nguồn nghe, chứ không phải một vài nguồn đâu. Thì qua rất là nhiều nguồn như vậy á, thì chính mà cái tông phái á,
Có nghĩa là bên mật tông thưa vị, cái này là mật tông thì cũng có nhiều tông phái chứ không phải là riêng gì là nói tông chung đâu. Nhưng mà nó có một cái câu á, ngắn gọn như vậy. Sư sẽ đọc chậm rãi cho quý vị nghe, quý vị hiểu rồi biết cái câu vế sau quý vị có nói nên thời không, quý vị sẽ tự hiểu nha. Thì kết luận là như vậy. Nghĩa là sao nhiều nguồn kết luận là như vậy. Trước hết có thể nói những bức tượng phối ngẫu hoang lạc là của một phái mật tông sáng chế ra, chứ không phải của tất cả mật tông, mà cụ thể là phái Ní Dinh Má, và cũng nghĩa là cái phái đó, và cũng khẳng định rằng không phải do Phật Thích Ca truyền dạy đó, hay là Phật Gotama đó truyền dạy đó. Tóm gọn vậy thôi, cái câu đó như vậy đơn giản vậy thôi. Thưa quý vị, em xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã bổ sung thông tin. Tức là đó, cái này cũng không đại diện cho toàn bộ mật tông, mà do một cái nhánh họ sáng tác, họ sáng chế ra. Rồi những con người mà có cái tâm nó phù hợp với cái cảnh giới đó thì họ mới đem ra họ thờ ha. Rồi, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.